Xin chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh YouTube của Thiên Hà Audio. Hôm nay Hải Sơn cùng với Thiên Hà Audio sẽ giới thiệu đến cho tất cả quý vị các bạn những dòng sản phẩm mới. Đây là dòng sản phẩm loa công nghệ cao không dây đến từ Din Audio. Nó có một cái tên đó là Din Audio Music. Và quý vị các bạn có thể thấy ở bên cạnh đây là giải series các sản phẩm đó, gồm có Music 1, Music 3, Music 5 và Music 7. Và buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiến hành tìm hiểu về loa Din Audio Music 1, sản phẩm nhỏ nhất nhưng thực sự rất thú vị và ấn tượng. Như quý vị các bạn đang thấy thì đây là toàn bộ hộp của sản phẩm được đóng gói trông rất là đẹp, với cái cách trình bày trông rất là trực quan. Và bên cạnh là sản phẩm loa Din Audio Music 1. Mình sẽ điểm nhanh qua các công nghệ có trên mẫu loa này và chúng ta sẽ quan sát kỹ mẫu loa sau. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái loa thông minh công nghệ cao không dây. Và đã là loa không dây thì quý vị và các bạn có thể truyền tải nhạc thông qua giao tiếp là Wi-Fi, cụ thể là AirPlay, Spotify Connect. Những cái dịch vụ nhạc ấy đều hoạt động rất là tốt, có thể chạy qua Bluetooth với cái giao tiếp là aptX. Ngoài ra còn có thể kết nối đa phòng, tức là chúng ta có thể liên kết được nhiều cái loa này khác nhau và có thể điều khiển được trong từng phòng một hoặc là để trong cùng một phòng, rất là tiện. Ngoài ra còn một số cái kết nối cơ bản như là dây jack 3.5mm, nếu quý vị các bạn cần sử dụng với cả máy tính thì có thể sử dụng jack này. Tiếp theo chúng ta có thể sử dụng cái loa này để nghe nhạc trực tiếp từ iPhone thông qua cái giao tiếp là USB, rất là tiện. Và không thể không nói đến là cái thời lượng pin của loa này rất là tốt, nó có thể lên tới mức hơn 8 giờ, rất là đáng nể. Và đây là một cái loa thời trang, nó có rất là nhiều màu sắc khác nhau với tổng cộng 4 màu sắc, từ xám nhạt, xám đậm, màu xanh cho tới màu đỏ cam như quý vị các bạn nhìn thấy. Ngoài ra còn một số công nghệ nữa rất là hay. Ví dụ như ở đây, quý vị sẽ thấy hãng diễn giải ra một số công nghệ chủ chốt ở đây. Chúng ta sẽ có công nghệ, một số cái công nghệ rất là thông minh như là công nghệ Room Adapt. Cái công nghệ này là một cái công nghệ rất là hay, độc đáo. Nó không thường xuyên xuất hiện trên các mẫu loa di động. Với công nghệ này, quý vị các bạn có thể để loa ở bất cứ đâu mà vẫn đạt được hiệu quả âm thanh tối ưu, do nó sẽ liên tục đo đạc cái vị trí xung quanh loa để tìm ra được một cái cách cân chỉnh tốt nhất, thích hợp cho căn phòng. Tiếp đến là công nghệ Noise Adapt. Công nghệ nó sẽ đo các cái tần số âm thanh ở trong phòng, kiểm soát cái độ ồn để làm sao căn chỉnh cho chúng ta nghe được âm thanh một cách rõ ràng nhất và trung thực nhất. Ngoài ra còn có một số cái tính năng khác như là app Music Now. Như vậy là chúng ta có thể sử dụng cái app Music Now của Din Audio để kết nối trực tiếp với loa này và có thể hiệu chỉnh được bass này, treble này, hoặc là liên kết với các dịch vụ nhạc trực tuyến như là Tidal này, Spotify để có thể nghe nhạc, và nó sẽ liên tục gợi ý để đưa ra các playlist nhạc phù hợp với tâm trạng và cái nhu cầu nghe của chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quan sát kỹ cái loa này. Đây là một cái loa rất là đẹp với một cái thiết kế được làm theo dạng đa diện. Vì cái thiết kế này rất là hay, khi chúng ta có thể để nghiêng như này cũng được này, hoặc mình có thể để chếch như thế này, nó cũng vẫn đứng được này. Cái thiết kế rất là hay, nó tạo nên những cái khối đa diện giống như là một cái viên pha lê hay là kim cương vậy. Và tất cả cái phần vải này rất là chất lượng, nó là vải hoàn toàn là vải của Đan Mạch. Ở đây chúng ta sẽ có một cái loa với một số các cái nút bấm cơ bản như là nút bật nguồn ở đằng sau này, nút dịch chuyển các cái bài nhạc này, thông báo về thời lượng pin này và âm lượng này. Ở bên này là nút âm lượng này. Đó. Và tất cả được gia công rất là tốt, rất là chắc chắn. Đây là nút nguồn này. Ngoài ra ở đằng sau đây. Ở đây thì mình đang cắm sạc vào cho loa, tại vì mình vừa bóc thùng ra và bên trong nó không có nhiều điện lắm. Ở đây chúng ta có thể cắm nguồn này, dây AUX này. Cái phần này là để cho chúng ta cắm từ iPhone vào USB qua đây để nghe truyền trực tiếp từ iPhone đến loa với một cái giao thức là chất lượng là cao nhất. Đó. Và ở phía mặt trước này, chúng ta sẽ có một cái loa mix bass có cái đường kính là khoảng 10cm và một cái loa treble. Như vậy chúng ta sẽ có được một cái loa có tổng công suất lên tới là 80W, với sự phân chia là 40W cho loa mix bass và 40W cho cái loa treble. Thì hãng tự tin khi nói rằng đây là cái loa nhỏ nhất mà có cái mức công suất lớn nhất hiện tại của hãng. Với 80W, nó sẽ là một cái sự lựa chọn rất là thích hợp để cho những căn phòng nhỏ. Và vì nó được trang bị pin với cái thời lượng có thể lên tới mức 8 tiếng, nên quý vị các bạn hoàn toàn có thể cho cái loa này vào túi sách hay là một cái giỏ sách hay là túi của mình, mang theo một cách rất là dễ dàng và nghe rất là tuyệt vời trên ô tô hoặc là ngoài trời. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần nghe thử nhạc.
Thấy rằng đây là một cái loa nhỏ nhưng mà thực sự rất đáng gờm cả về công suất lẫn những cái hiệu năng trình diễn của nó. Nó đem lại một cái âm thanh có độ trung thực cao với giọng hát rất hay, đúng theo kiểu của Dean Audio. Và mình nghĩ với một cái mức giá 8.990.000 cho sản phẩm được bảo hành chính hãng thì đây sẽ là một sự lựa chọn hoàn toàn rất là tốt, và nó sẽ là một đối thủ đáng gờm với bất cứ loa di động nào có cùng kích thước trên thị trường. Quý vị hãy nhớ đến Thiên Hà Audio số 5 ngõ 198 Thái Hà, Hà Nội để biết thêm chi tiết. Hãy like và đăng ký kênh để nhận được thông báo về những cái video hấp dẫn nhất. Xin chào, hẹn gặp lại!